Chào mừng các em đến với giờ học giáo dục công dân khối 7. Các em thân mến, cách thức học tập online như sau: chỉ theo dõi và lắng nghe hết phần bài giảng. Đến cuối bài giảng, giáo viên sẽ yêu cầu các em chép phần nội dung bài học vào vở. Việc đầu tiên các em chuẩn bị trước mặt gồm có sách giáo khoa, vở ghi bài và bút. Ở tiết trước, chúng ta đã học thế nào là sống giản dị, nêu những biểu hiện của sống giản dị và trái với sống giản dị, và vì sao chúng ta phải sống giản dị. Vậy thì học sinh chúng ta ngoài cái đức tính sống giản dị, chúng ta còn cần những đức tính nào nữa? Và cô cho một cái tình huống các em cùng lắng nghe. Vì không học bài ở nhà, nên đến tiết kiểm tra, Lan đã không làm được bài, nhưng Lan đã quyết tâm không nhìn bài bạn, không xem vở, và xin lỗi cô giáo. Vậy thì việc làm của bạn Lan thể hiện đức tính gì? Cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu ở bài học ngày hôm nay. Trước khi tìm hiểu bài học thì cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một tình huống nữa. Minh là một học sinh ngoan, nhưng do sự rủ rê của bạn bè xấu, Minh đã sa ngã và trở thành người dối trá. Minh thường xuyên nói dối mẹ xin tiền để đi học thêm, nhưng thực chất bạn đã đem tiền đi chơi điện tử. Em có nhận xét gì về việc làm của bạn Minh? Chúng ta thấy rõ ràng là việc làm của bạn Minh ở đây biểu hiện là một sự không trung thực, sự gian dối. Bởi vì sao? Bởi vì Minh đã nói dối bố mẹ thường xuyên và xin tiền, nói rằng đi học thêm tiếng Anh, nhưng thực chất bạn đã sử dụng tiền để chơi điện tử. Việc làm đó là việc làm không trung thực, thể hiện sự gian dối. Cô và các em sẽ đi vào tiết học ngày hôm nay, tiết thứ 2, bài 2, trung thực. Một La Mã, truyện đọc, sự công minh chính trực của một nhân tài. Truyện đọc, sự công minh chính trực của một nhân tài. Không một ai thời cổ có thể sánh bằng. Đó là lời khen và đánh giá của Michelangelo đối với Bramante, một kiến trúc sư nổi tiếng của Ý thời bấy giờ. Bramante vốn không phải là người mà Michelangelo ưa thích, mà là một kình địch, người làm hại không ít đến sự nghiệp của ông. Bramante vì ngại danh tiếng của Michelangelo sẽ lẫy lừng, lấn át mình nếu ông hoàn thành được ngôi mộ cho giáo hoàng Jules II, nên đã tìm mọi cách cản trở việc xây dựng ngôi mộ đó. Điều này đã làm Michelangelo vô cùng tức giận. Song, khi đảm nhận xây dựng nóc tròn của giáo đường Saint-Pierre, cân nhắc xét duyệt các phương án xây dựng, Michelangelo đã công khai đánh giá rất cao Bramante. Ông tuyên bố, với tư cách là nhà kiến trúc, Bramante thật vĩ đại, không một ai thời cổ có thể sánh bằng. Lời đánh giá trên biểu lộ tính cách trung thực, trọng chân lý và công minh của một nhân tài vĩ đại. Sau khi nghe cô đọc xong phần truyện đọc, cô có câu hỏi. Câu số 1, Bramante đã đối xử với Michelangelo như thế nào? Các con hãy suy nghĩ. Và câu trả lời của cô: Bramante không ưa thích là đối thủ, chơi xấu, làm giảm danh tiếng và làm hại sự nghiệp của Michelangelo. Câu số 2, vì sao Bramante có thái độ như vậy? Các em hãy suy nghĩ. Đáp án của cô: bởi vì Bramante sợ danh tiếng của Michelangelo sẽ lừng lẫy, sẽ lấn át mình. Câu hỏi số 3, Michelangelo có thái độ như thế nào đối với Bramante? Ông công khai và đánh giá cao Bramante là một người vĩ đại. Câu số 4, vì sao Michelangelo lại xử sự như vậy? Bởi vì Michelangelo là một người thẳng thắn, ông tôn trọng và nói lên sự thật, ông đánh giá đúng sự việc. Câu số 5, theo em, ông là người như thế nào? Ông là người trung thực, tôn trọng chân lý, công minh, chính trực. Vậy thì các em học được đức tính gì qua câu chuyện này? Chúng ta học được đức tính trung thực của ông Michelangelo. Chúng ta cùng theo dõi thêm một tình huống. Trên đường đi học về,
Nguyễn Thế Tùng, học sinh lớp 11B1 trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng, vô tình va vào một chiếc ô tô đổ bên lề đường, khiến gương xe bị vỡ. Ban đầu, Tùng tỏ ra khá sợ hãi và lo không có tiền đền. Nhưng ngay sau đó, Tùng nghĩ nếu mình bỏ đi thì người chủ xe sẽ phải tự bỏ tiền ra để sửa chữa hậu quả do chính cậu gây ra. Cố gắng tìm kiếm chủ xe không được, lại đang vội về nhà để kịp đi học tiết buổi chiều, Tùng đã để lại số điện thoại kèm theo lời nhắn và dán lên xe. Do vô tình nên cháu đã đâm vào gương ô tô. Cháu xin lỗi ạ, liên lạc với cháu theo số điện thoại để cháu đền ạ. Do cháu không biết chủ ô tô là ai. Tùng chia sẻ, sau khi để lại lời nhắn xin lỗi, em đạp xe đi khỏi đó mà trong lòng không còn thấy sợ hãi, chỉ thấy rất thanh thản. Lời xin lỗi viết vội đã được chính chủ xe là anh Nguyễn Hữu Trung, một bác sĩ cũng trú tại Hải Phòng, chụp lại và chia sẻ lên Facebook của mình. Anh đã gọi điện cho Tùng theo số điện thoại cậu để lại, nhưng không phải là trách mắng hay bắt đền, mà để khen ngợi lòng dũng cảm, trung thực của cậu và dặn cậu không phải lo đền gương, cứ yên tâm học nhé. Câu hỏi: theo em, vì sao chủ xe không trách mắng hay bắt đền Nguyễn Thế Tùng? Gợi ý trả lời của cô: vì bạn ấy là một người thật thà, dám nhận lỗi khi mình làm sai và sẵn sàng sửa chữa hậu quả do mình gây ra. Mặc dù không gặp được chủ xe, nhưng bạn vẫn không trốn tránh trách nhiệm. Câu hỏi số 2: việc làm của Nguyễn Thế Tùng thể hiện đức tính gì? Gợi ý trả lời: việc làm của Nguyễn Thế Tùng thể hiện đức tính trung thực. Vậy thế nào là trung thực? Chúng ta cùng tìm hiểu ở phần 2 La Mã. Nội dung bài học một nhỏ: trung thực. Trung thực là luôn luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ phải. Vậy thì biểu hiện của tính trung thực là gì? Nêu biểu hiện của tính trung thực trong học tập. Vậy thì biểu hiện của tính trung thực trong học tập là những hành vi như thế nào? Gợi ý của cô: có nghĩa là các em phải ngay thẳng và không gian dối trong việc học. Ví dụ như không quay cớp, không chép bài bản trong giờ kiểm tra, giờ làm bài tập. Tìm biểu hiện của tính trung thực trong quan hệ giữa mọi người. Vậy thì cái tính trung thực sẽ thể hiện như thế nào trong quan hệ giữa mọi người? Các em thử suy nghĩ xem. Gợi ý của cô: có nghĩa là trong quan hệ giữa người và người, chúng ta nên tránh cái việc nói xấu sau lưng, nói xấu lẫn nhau, hay là tranh công, hoặc là đổ lỗi cho người khác. Chúng ta nên dũng cảm nhận khuyết điểm nếu như chúng ta mắc phải lỗi lầm. Cùng nhau tìm hiểu tiếp sự biểu hiện của tính trung thực trong hành động. Thì trong hành vi mỗi ngày, chúng ta làm những cái gì để thể hiện cái tính trung thực? Gợi ý của cô: chúng ta phải biết bảo vệ lẽ phải, phải biết đấu tranh, phải biết phê phán cái sai, cũng như chúng ta phải biết bảo vệ, ủng hộ những việc làm đúng đắn. Chúng ta sẽ cùng nhau xử lý thêm một tình huống sau đây. Gặp bài toán khó, Đại lay hoay mãi mà vẫn chưa giải được. Thấy vậy, An đưa bài đã giải sẵn cho bạn chép. Câu hỏi: nếu em là Đại, em sẽ làm gì khi đó? Vì sao? Gợi ý: nếu em là Đại, em sẽ nhờ bạn An giảng bài để em hiểu rõ hơn, chứ em sẽ không chép bài giải mà bạn đưa. Vậy thì trái với trung thực là gì? Và đây là hình ảnh trái với trung thực. Chúng ta quan sát ảnh, chúng ta thấy rõ ràng là sau lưng một người đàn ông đang lén nhận một cái bao thư tiền. Vậy thì rõ ràng chúng ta thấy là trái với trung thực là sự dối trá, là sự trốn tránh, xuyên tạc hoặc là bóp méo sự thật, đi ngược với chân lý, đạo lý, lương tâm,
đó là hình ảnh tham ô, tham nhũng và lừa đảo. Và thời đại 4.0 ngày nay thì xuất hiện rất là nhiều kiểu lừa đảo khác nhau. Ví dụ như lừa đảo trực tuyến thì các đối tượng lừa đảo họ sẽ sử dụng một số sim điện thoại khuyến mãi và họ sẽ gọi điện giả danh cán bộ công an để thông báo đến chủ thuê bao có liên quan đến các vụ án bị điều tra. Sau đó thì sẽ yêu cầu chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản của bị hại vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp với lý do là để phục vụ công tác điều tra rồi chiếm đoạt. Hoặc là các đối tượng họ cũng lập một số tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber, v.v. Sau đó họ sẽ hack tài khoản của người bị hại rồi sẽ nhắn tin lừa người thân bạn bè của chủ tài khoản chuyển tiền cho đối tượng, sau đó thì chiếm đoạt. Hoặc là một số thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác, ví dụ như là một số đối tượng người nước ngoài họ sẽ kết bạn với người bị hại, chủ yếu là những người nữ, qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, rồi họ sẽ nhắn tin tâm sự, tán tỉnh v.v. Và khi người bị hại đã tin tưởng rồi thì đối tượng sẽ thông báo là muốn gửi tiền, tặng quà cho người bị hại. Và sau đó đối tượng người nước ngoài sẽ liên lạc với người bị hại và giả danh là nhân viên sân bay, hải quan, thuế v.v. và yêu cầu người bị hại phải nộp tiền để nhận quà với các lý do khác nhau, ví dụ như là cước vận chuyển, thuế phí v.v. vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp rồi chiếm đoạt. Vậy thì tóm lại chúng ta thấy rõ ràng là những người có hành vi thiếu trung thực thường sẽ gây ra những hậu quả xấu trong đời sống xã hội hiện nay, ví dụ như là tham ô, tham nhũng v.v. Tuy nhiên không phải điều gì chúng ta cũng có thể nói ra hoặc là chỗ nào cũng nói, sẽ có những trường hợp ngoại lệ có thể che giấu sự thật để đem lại những điều tốt đẹp cho xã hội, cho mọi người, ví dụ như là nói trước kẻ gian hoặc là trước người bị bệnh hiểm nghèo. Chúng ta sẽ bước vào phần 2 nhỏ của hai la mã biểu hiện. Biểu hiện của tính trung thực là sống ngay thẳng, thật thà, dám dũng cảm nhận lỗi khi mắc khuyết điểm. Vậy thì trung thực đem lại ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở phần 3 nhỏ. 3 nhỏ ý nghĩa là đức tính cần thiết và quý báu, giúp ta nâng cao phẩm giá, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội, được mọi người tin yêu, kính trọng. Tục ngữ, cây ngai không sợ chết đứng. Các em thử nghĩ xem, vậy thì trong những trường hợp nào chúng ta có thể không phải nói sự thật mà vẫn không bị coi là thiếu trung thực? Trường hợp thứ nhất là đối với kẻ gian, kẻ địch, ta không thể nói sự thật với họ, thể hiện sự cảnh giác với kẻ thù. Trường hợp thứ hai là đối với bệnh nhân thì người bác sĩ, người thầy thuốc nhiều khi họ không thể nói hết sự thật về bệnh tình của người bệnh để thể hiện cái tính nhân đạo. Trường hợp thứ ba là khi mà người vợ đau yếu nhưng mà sợ chồng và các con lo lắng, cho nên bà vẫn bảo là mình khỏe và cố gắng đi làm, thì cái việc làm đó thể hiện cái sự hy sinh chịu đựng của người phụ nữ. Vậy thì trung thực không có nghĩa là biết gì, nghĩ gì cũng tùy tiện nói ra, mà phải nói đúng lúc, đúng chỗ và đúng đối tượng. Cô cho các em thêm một tình huống nữa để giải quyết. Thầy thuốc giấu không cho người bệnh biết sự thật về căn bệnh hiểm nghèo của họ. Em có suy nghĩ gì về việc làm của người thầy thuốc đó? Gợi ý đáp án. Việc làm của bác sĩ xuất phát từ lòng nhân đạo, lòng mong muốn bệnh nhân sống lạc quan để có nghị lực và hy vọng chiến thắng bệnh tật. Các em lấy tập vở ra ghi bài, tiết 2 bài 2 trung thực. Các em chép hết phần 1 la mã, 2 la mã vào trong tập cho cô.
Chúng ta cùng bước vào phần luyện tập. Bài tập A, sách giáo khoa, trang 8. Hành vi nào thể hiện tính trung thực? A. Làm hộ bài cho bạn. B. Quay cớp trong giờ kiểm tra. C. Nhận lỗi thay cho bạn. D. Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc khuyết điểm. D. Dũng cảm nhận lỗi của mình. E. Nhặt được của rơi đem trả lại người bị mất. Trong những câu này, câu nào thể hiện tính trung thực? Đáp án của cô: câu D, thẳng thắn phê bình khi bạn mắc khuyết điểm. Câu D, dũng cảm nhận lỗi của mình. Câu E, nhặt được của rơi đem trả lại người bị mất. Bài tập kế tiếp. Việc làm thứ nhất: Trang luôn bao che khuyết điểm cho Hoa vì Hoa thường cho Trang chép bài trong giờ kiểm tra. Câu này là trung thực hay là không trung thực? Câu số 2. Trong lúc đùa giỡn, Bình vô tình làm rách quyển truyện mới của Dũng. Tuy Dũng không phát hiện ra, nhưng Bình đã chủ động xin lỗi và hứa sẽ góp tiền để mua quyển khác đền cho bạn. Câu số 3. Nghĩa lấy tiền đóng học để chơi game và nói dối với bố mẹ là bị mất. Nam đã đứng ra làm chứng vì chơi thân với Nghĩa. Câu số 4. Giang giấu những bài kiểm tra bị điểm kém và chỉ đưa cho bố mẹ những bài được điểm cao để bố mẹ vui lòng. Câu số 5. Khi đi mua hàng, Cường được bác bán hàng trả lại tiền thừa 20.000 đồng. Cường liền trả lại tiền cho bác. Các em suy nghĩ ra trong những việc làm này, việc làm nào trung thực và không trung thực. Và sau đây là đáp án của cô. Các em nhìn vào nhé. Em hãy sưu tầm một số câu thơ, câu ca dao tục ngữ nói về tính giản dị. Gợi ý của cô: Chào tạm biệt các em, chúc các em học tốt. Của Phi Nghĩa có dài lâu, thẳng như ruột ngựa, thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng. Ăn ngay nói thẳng, mất lòng trước, được lòng sau.